Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông quan ngại chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ trấn an về một thỏa thuận song phương quan trọng. Chuyện hơn 8.000 người gốc Việt Nam, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý, sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện rất quan ngại về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng ông đã nhận được trấn an từ cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký vào năm 2008 vẫn còn hiệu lực và rằng những di dân từ Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất. Dân biểu Lowenthal nói rằng ông kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này. Trước đó, vào tháng 4, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng 4, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc.